Kính thưa tất cả các quý vị đồng nghiệp, tôi là bác sĩ Bùi Văn Cường ở khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai. Hôm nay thì ban tổ chức cho phép tôi trình bày chia sẻ kinh nghiệm về vai trò ECMO ở bệnh nhân sốc tim. Xin lỗi mọi người chút đã. Bài ngày hôm nay thì tôi đi qua một số vấn đề. Chờ anh chút. Xin lỗi các quý đồng nghiệp chút. Xin lỗi quý vị đồng nghiệp chút ạ. Bài ngày hôm nay thì tôi muốn đi qua một chút về sơ lược về sốc tim cũng như là lịch sử ECMO và đồng thời tập trung vào cái ECMO ở trong sốc tim và một số lưu ý khi mà chúng ta triển khai kỹ thuật via ECMO. Về đầu tiên là về lịch sử ECMO thì ECMO làm kỹ thuật trao đổi oxy qua màng ngoài tế bào. Thì ECMO người ta chia ra rất nhiều loại. Một là ECMO trung tâm hay là ECMO ngoại vi. Và các kỹ thuật ECMO mà triển khai tại khoa hồi sức tích cực hay khoa cấp cứu cũng như ở ngoài cộng đồng cho bệnh nhân ngừng tuần hoàn. Đó là thông thường đó là ECMO ngoại vi. Còn ECMO trung tâm là khi mà chúng ta đưa bệnh nhân vào phòng mổ, chúng ta mở ngực và đặt các canulin vào các mạch máu lớn như động mạch chủ hoặc tim bệnh nhân, thì là ECMO trung tâm. Còn ECMO ngoại vi thì chúng ta có rất nhiều đường vào từ tĩnh mạch đùi, động mạch đùi hay là động mạch cảnh hoặc động mạch dưới đòn. Tuy nhiên mà trên lâm sàng chúng ta hay dùng đó là các đường vào từ tĩnh mạch đùi và động mạch đùi. Thì ECMO có rất nhiều loại. Tuy nhiên chúng ta có hai loại phổ biến nhất, đó là via ECMO hay là gọi trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể tĩnh mạch động mạch hoặc hỗ trợ cho các bệnh nhân suy hô hấp và suy tuần hoàn. Còn VVECMO là hỗ trợ oxy trao đổi qua oxy qua màng ngoài cơ thể tĩnh mạch để hỗ trợ cho bệnh nhân suy hấp, đặc biệt là các bệnh nhân COVID đã có rất nhiều bệnh nhân viêm phổi nặng biến chứng ARDS phải không đáp ứng với thở máy và được hỗ trợ bằng ECMO thì VVECMO giúp cho các bệnh nhân nhân viên như vậy. Tuy nhiên thì đang trong dịch cúm như này, COVID như này, chúng ta biết là một trong những COVID là bệnh gây ra tổn thương của toàn thân, nó có thể gây ra tình trạng sốc tim hoặc là tắc mạch, trong đó có tắc mạch phổi và có thể gây tắc mạch phổi nguy kịch. Do vậy trong trường hợp này chúng ta phải dùng via ECMO. Tôi xin phép trao đổi sơ lược qua phần lịch sử ECMO. Từ những năm 50 thì các nhà khoa học đã phát triển các màng trao đổi oxy trong phòng xét nghiệm từ đơn giản cho đến phức tạp hơn. Và đến năm 1971 thì một ca được dùng ECMO để cứu sống đầu tiên. Và đến năm 72 thì là một ca được hỗ trợ via ECMO ở bệnh nhân trẻ em, đó là bé trai 2 tuổi, được chẩn đoán sốc tim và điều trị thành công bằng via ECMO. Và đến năm 75 thì là một ca đầu tiên ở trẻ sơ sinh được cứu sống. Và trong giai đoạn từ năm 75 đến năm 89 thì đã có các thử nghiệm ban đầu về ARDS và thấy rằng là kỹ thuật ECMO cứu sống được 10%.
Và bắt đầu như năm 90 và năm 2000 là có nhiều nghiên cứu hơn về ECMO. Và đến năm 2009 thì có nghiên cứu rất nổi tiếng là về ARDS thì cho kết quả cũng tốt. Và đến năm 2018 thì cũng có nghiên cứu khác về ARDS, về một cái nghiên cứu về ngẫu nhiên của đối chứng ở bệnh nhân ARDS. Thì đây là cái hình ảnh ca ECMO, ca đầu tiên được làm ECMO thành công vào năm 1971. Đó là một bệnh nhân nam 24 tuổi vào viện vì đa chấn thương do tai nạn xe máy ô tô. Sau đó bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu và sau 4 ngày điều trị thì bệnh nhân có tình trạng là biến chứng viêm phổi nặng, biến chứng ARDS. Và sau đó bệnh nhân được hỗ trợ vi ECMO và sử dụng màng lọc gram sông và duy trì hỗ trợ máy trong vòng 7 máy ECMO 75 giờ. Và bệnh nhân này sau đó thì sống và ra viện. Chúng ta thể nhìn thấy là từ những năm 71 thì cái máy móc nó rất là cồng kềnh và nó rất là phức tạp như chúng ta nhìn thấy trên hình. Và đến năm 1975 thì là ca sơ sinh đầu tiên được chẩn đoán là suy hấp cấp, cũng được cứu sống bằng kỹ thuật ECMO. Và đây là hình ảnh của bệnh nhân lúc 21 tuổi. Đây đây là cái số liệu của ELSO năm 2021, là một cái trung tâm về thống kê ECMO. Chúng ta thấy rằng các trung tâm trên thế giới được sử dụng ECMO ngày càng nhiều mà theo thời gian. Đến năm 2020 đến 450 trung tâm trên thế giới đã được triển khai ECMO, và đến năm 2020 thì đã có khoảng 16 17.000 các cuộc chạy ECMO trên toàn thế giới. Và đây chỉ là số liệu mà tất cả các trung tâm mà được nhập liệu vào trên hệ thống ELSO thì người ta mới tính, còn thực tế là sẽ còn nhiều trung tâm trên thế giới và nhiều ca ECMO được chạy hơn nữa. Do vậy mà những ở cơ quan nào, trung tâm nào mà chúng ta có đăng nhập vào tài khoản của ELSO và chúng ta nhập nhập dữ liệu các bệnh nhân mà chúng ta thực hiện ECMO lên thì chúng ta sẽ có trên bản đồ của ELSO như như thế này. Thì đầu tiên là vấn đề về sốc tim. Sốc tim là tình trạng giảm cân đụng tim và dẫn đến thiếu máu tổ chức, mặc dù bệnh nhân này đã được bù đủ các thể tích tuần hoàn. Khi bệnh nhân tình trạng sốc tim thì dẫn đến tình trạng rối loạn chức năng tim nặng nề. Đầu tiên đó là bệnh nhân dưới tình trạng rối loạn tâm thu và gây ra tình trạng giảm cung lượng tim hoặc giảm thể tích nhát bóp, dẫn đến tụt huyết áp và giảm tiểu máu vành và gây ra thiếu máu và dẫn tình trạng rối loạn chức năng tim tiến triển và tử vong. Tương tự khi bệnh nhân có rối loạn chức năng tâm trương sẽ dẫn đến tình trạng tăng thể tích cuối tâm trương thất trái, dẫn đến phù phổi và giảm oxy cũng như dẫn đến thiếu máu. Và cũng tương tự thì khi sốc tim thì dẫn đến hình ảnh là cái tình trạng đáp ứng viêm hệ thống của toàn thân, dẫn đến giải phóng ra các cytokine và các gốc NNO dẫn giãn mạch và dẫn đến giảm tiểu máu vành và gây thiếu máu và dẫn đến tình trạng là tử vong. Về nguyên nhân của sốc tim thì có rất nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân hay gặp nhất có lẽ là do nhồi máu bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim cấp. Bệnh nhân sau phẫu thuật tim, bệnh nhân viêm cơ tim và bệnh nhân tắc động mạch phổi do nguy kịch và một số nguyên nhân khác nữa. Thì bài ngày hôm nay thì tôi xin tập trung vào ba vấn đề là bệnh nhân ECMO ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim, bệnh nhân tắc động mạch phổi nguy kịch và bệnh nhân viêm cơ tim. Bởi vì như chúng ta đã biết trong dịch COVID này thì cái cơ chế bệnh sinh của COVID nó có thể dẫn đến tình trạng tổn thương cơ tim gây ra viêm cơ tim cấp hoặc gây tắc động mạch nhiều nơi cho nó mạch phổi cho gây ra tắc động mạch phổi. Về chẩn đoán sốc tim thì đó là một bệnh nhân có tình trạng tụt huyết áp, có huyết áp tâm thu dưới 90 thủy ngân kéo dài trên 30 phút hoặc phải cần dùng thuốc vận mạch để duy trì huyết áp tối đa trên 90 thủy ngân, và bệnh nhân có bằng chứng áp lực đổ đầy thất trái hoặc tình trạng phù phổi hoặc có dấu hiệu giảm tiểu máu tạng khác, và đồng thời chúng ta cũng loại trừ các nguyên nhân gây sốc khác thì bệnh nhân được chẩn đoán sốc tim. Tuy nhiên chẩn đoán sốc tim trên lâm sàng không phải lúc nào cũng 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 dễ nếu mà chúng ta không xác định được nguyên nhân gây sốc là gì. Về chỉ định của VECMO thì có rất nhiều chỉ định. Một trong các chỉ định của VECMO đó là bệnh nhân được chẩn đoán sốc tim. Hai là bệnh nhân ngừng tuần hoàn. Ba là bệnh nhân có rối loạn nhịp thất phức tạp. Bên cạnh đó thì VECMO cũng là một kỹ thuật để làm cầu nối cho bệnh nhân mà chờ cần ghép tim. Có những bệnh nhân có bệnh cơ tim giãn, có tình trạng huyết áp thấp mà không duy trì được bằng thuốc,
thì bệnh nhân cũng có thể có chỉ định ECMO để chờ ghép tim, hoặc bệnh nhân đang tình trạng suy tim nặng đã được hỗ trợ ECMO rồi nhưng không hồi phục thì bệnh nhân cũng đã được kéo dài thêm để chờ ghép tim, hoặc là phía ECMO làm cầu nối để chờ bệnh nhân cấp tính hồi phục như bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp, bệnh nhân viêm cơ tim cấp, bệnh nhân tắc động mạch phổi nguy kịch, hoặc là có những bệnh nhân mà tiên lượng lâu dài thì ECMO cũng làm cầu nối để cho bệnh nhân được chuyển tiếp sang các biện pháp hỗ trợ tuần hoàn cơ học khác, như là bệnh nhân như hỗ trợ bằng thiết bị hỗ trợ thắt trái. Thì VA-ECMO đó là máu được lấy ra từ cái một cái tĩnh mạch lớn của bệnh nhân, và chúng ta hay thường dùng là tĩnh mạch đùi, sau đó máu được đi qua một bơm ly tâm, và sau đó máu sẽ được đưa qua một cái màng trao đổi oxy, chuyển máu tĩnh mạch chuyển thành máu nghèo oxy trở thành máu giàu oxy và được trả về động mạch lớn bệnh nhân. Trong trường hợp mà chúng này thông thường nó sẽ đặt vào đường động mạch đùi và để máu trả về động mạch chủ bệnh nhân để máu đi nuôi cơ thể. Đầu tiên đó là các trường hợp VA ECMO ở cho các bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp. Thì cho đến nay thì cái tỷ lệ các bệnh nhân được cứu sống ở bằng VA ECMO ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp thì vẫn còn rất là dao động. Thì có một cái phân tích gộp ở các bệnh nhân mà về ở được hỗ trợ VA ECMO ở bệnh nhân viêm nhồi máu cơ tim cấp thì cho thấy tỷ lệ cứu sống bệnh nhân rất là dao động, có những nghiên cứu lên được 58%, 79%, nhưng có những nghiên cứu khả năng cứu cứu sống được 30% hoặc là 40%. Thì cái này nó phụ thuộc vào rất nhiều nguyên nhân, trong đó bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp nó liên quan đến là bệnh nhân có ngừng tim hay không trước khi bệnh nhân can thiệp ECMO, hoặc là liên quan đến cái vị trí cái mạch mạch vành tổn thương là gì. Nếu mà tổn thương mạch vành liên quan đến mạch vành phải thì cơ hội cứu chữa bệnh nhân bao giờ cũng cao hơn, hoặc là liên quan đến cái thời điểm bệnh nhân được can thiệp tái tiêm máu, bệnh nhân có được hỗ trợ ECMO bệnh nhân được can thiệp tái tiêm máu không, thời điểm can thiệp tái tiêm máu bao lâu. Nếu bệnh nhân mà có tổn thương nhánh thân chung không được can thiệp muộn thì những bệnh nhân này tiên lượng rất là tồi, và đặc biệt là các bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp thường là bệnh nhân tuổi cao có bệnh lý nền. Do vậy đấy là một những cái yếu tố mà làm cho tiên lượng cứu chữa bằng VA ECMO ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp là khó dự đoán và là khó khăn, và kết quả phụ thuộc vào đặc thù mỗi bệnh nhân và ở mỗi trung tâm. Vào năm 2020, do vậy mà để đánh giá được cái hiệu quả của VA ECMO ở các bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp thì bắt đầu năm 2020 thì trên thế giới người ta đang tiến hành cái nghiên cứu là Anshor ở các bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp ECMO và nhóm không được can thiệp ECMO. Đây là nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng lấy được thực hiện sẽ được thực hiện ở trên 400 bệnh nhân, và bắt đầu nghiên cứu từ tháng 11 năm 2020 và dự kiến là kết thúc vào năm 2024. Do vậy mà chúng ta sẽ và cái nghiên cứu này sẽ đánh giá tỷ lệ thất bại, tỷ lệ tử vong của hai nhóm ở ngày thứ 30 của bệnh nhân được hỗ trợ ECMO, và chúng ta sẽ chờ kết quả nghiên cứu này để biết là xem là hiệu quả của cái VA-ECMO ở các nhóm bệnh nhân này như thế nào. Bởi vì cho đến nay hầu như chúng ta không có nghiên cứu ngẫu nhiên đối chứng nào ở trên nhóm bệnh nhân này. Khi mà chúng ta hỗ trợ VA-ECMO cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp thì một câu hỏi cũng đã được đặt ra, đó là chúng ta có nên dùng các thuốc chống tập tụy cầu hay không? Thì hiện tại thì không có nhiều nghiên cứu về vấn đề này. Thì cũng có một bài báo người ta thực hiện ở 93 bệnh nhân, cho 51,6% bệnh nhân được dùng các thuốc chống tập tiểu cầu kép. Thì kết quả nghiên cứu thấy là không có sự khác biệt về tỷ lệ chảy máu, với các loại chảy máu ở các bệnh nhân dùng thuốc chống tập tiểu kép và nhóm không dùng. Và tương tự là cái mức độ chảy máu mức độ 3 thì cũng không có sự khác biệt của hai nhóm được dùng thuốc chống tập tiểu kép hay là không, và đồng thời là tỷ lệ chuyển hồng cầu của hai nhóm này cũng tương tự nhau. Do vậy mà cái nghiên cứu này người ta đưa ra gợi ý là nếu trong một bệnh nhân mà có chỉ định phải dùng thuốc chống tập tiểu cầu kép thì chúng ta cũng không nhất thiết là chúng ta phải ngừng thuốc chống tập tiểu cầu bệnh nhân nhồi máu cơ tim có biến chứng sốc tim mà được hỗ trợ VA ECMO. Bởi vì sao? Bởi vì có những bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp
được hỗ trợ ECMO và đồng thời bệnh nhân được can thiệp tái tiêu máu hoặc là stent. Và do vậy mà ngoài việc dùng heparin để bảo vệ màng lọc thì những bệnh nhân này có chỉ định dùng các thuốc chống ung thư tiểu cầu kép để bảo vệ stent. Vậy nếu mà cái nguy cơ bệnh nhân tắc stent mà cao thì mà bệnh nhân không có chống chỉ định dùng các thuốc chống ung thư tiểu cầu thì chúng ta vẫn có thể duy trì thuốc chống ung thư tiểu cầu cho nhóm bệnh nhân này, và đồng thời chúng ta sẽ theo dõi tình trạng chảy máu trên lâm sàng của bệnh nhân. Để tiên lượng cái khả năng tử vong của bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp có biến chứng sốc tim và được hồi sinh mô thì người ta cũng đưa ra một cái thang điểm là thang điểm increase để tiên lượng của bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp mà có biến chứng sốc tim được hỗ trợ ECMO. Thì thang điểm này gồm có một số các thông số sau, đó là tuổi trên 60 thì được tính là 5 điểm, nữ là 7 điểm, ví dụ chỉ số BMI trên 25 là 6 điểm. Tương tự là các thông số về điểm an thần Radical Score, điểm về suy thận creatinine, chỉ số về lactate và chỉ số về PT để người ta chấm điểm. Và kết quả nghiên cứu ở 138 bệnh nhân nhồi máu cơ tim có sốc tim được hỗ trợ ECMO đưa ra về kết quả nghiên cứu này cho thấy là các bệnh nhân mà có điểm increase từ 0 đến 12 thì tỷ lệ cứu sống của bệnh nhân là 92%. Còn những bệnh nhân mà có điểm increase càng cao thì cái tỷ lệ cứu sống bệnh nhân càng thấp. Cụ thể là bệnh nhân mà có điểm increase mà từ 23 đến 27 thì tỷ lệ cứu sống chỉ được 28%, còn mà trên 28 điểm chỉ được có 17%. Do vậy mà khi mà có các bệnh nhân nhồi máu cơ tim mà bị chứng sốc tim, chúng ta thay vì dùng các biện pháp điều các bảng điểm khác, chúng ta cũng có thể sử dụng bảng điểm increase, một cái bảng điểm tính cũng đơn giản để chúng ta tiên lượng bệnh nhân để trước khi chúng ta quyết định là có làm hỗ trợ ECMO cho bệnh nhân hay không. Ngoài ra thì trong nghiên cứu này người ta cũng so sánh các bảng điểm increase với các bảng điểm khác như bảng điểm SAFE, bảng điểm SOFA để tiên lượng bệnh nhân. Thì ta thấy là bảng điểm increase thì có cái diện tích dưới đường cong là 0.84, cao hơn, có ý nghĩa thống kê để dùng để tiên lượng bệnh nhân khi mà so sánh với các bảng điểm khác như điểm SAFE, điểm SAP 2 và điểm SOFA. Tiếp theo vấn đề về viêm cơ tim ở bệnh nhân ECMO. Viêm cơ tim thì có rất nhiều nguyên nhân gây viêm cơ tim, nhưng và hại viêm cơ tim này hay gặp người trẻ tuổi. Và viêm cơ tim thường hay nguyên nhân hay do virus. Thì một trong các nguyên nhân mà do virus chúng ta thể gặp đó do SARS-CoV-2. Thì vì bản chất của COVID, SARS-CoV-2 là gì? Là do cái gai của protein của gai SARS-CoV-2 được mồi bởi một serin, một chất ly dài protein qua màng tip 2, và nó sẽ tương tác với cái AC2 làm chất ức chế men chuyển trên bề mặt, làm cái là AC2 trên bề mặt tế bào nội mô dẫn đến gây độc trực tiếp tế bào. Và sự tương tác của SARS-CoV-2 này với một cái enzyme chuyển đổi angiotensin gây ra rối loạn điều hòa của AC2, và do vậy mà ngăn cản sự chuyển đổi của angiotensin 2 thành angiotensin 1.7. Angiotensin 1.7 này là các nó sẽ sản sinh ra các chất gây bảo vệ các yếu tố nội mô. Do vậy mà khi mà không do dưới sự tác động của SARS-CoV-2 thì angiotensin 1.7 này không được hình thành. Do vậy mà các chất có bảo vệ mô nó không được sản xuất, đồng thời lại tăng lên các yếu tố mà tổn thương mô. Ngoài ra cơ thể cũng sẽ do SARS-CoV-2 sẽ gây ra phản ứng đáp ứng viêm quá mức, gây ra sản xuất rất nhiều các chất tiền viêm cytokine và gây ra tình trạng suy đa tạng. SARS-CoV-2 còn trực tiếp gây ra ảnh hưởng các độc tố tế bào dẫn đến gây viêm tế bào và hoạt hóa quá trình đông máu, gây ra hình thành cục máu đông nội mạch. Do vậy là cái SARS-CoV-2 này nó có thể tấn công trực tiếp vào cái tế bào cơ tim, bởi vì ACE2 là có ở hầu hết các cơ quan của cơ thể, trong đó đặc biệt là phổi. Đó là lý do tại sao bệnh nhân có rất nhiều bệnh nhân SARS-CoV-2 bị tổn thương phổi. SARS-CoV-2 này cũng có rất nhiều ở các cơ chơn ở mạch máu. Do vậy mà nó sẽ gây ra tình trạng rối loạn đông máu, co mạch và huyết khối. Và ACE2 này cũng có rất nhiều ở các tế bào cơ tim, do vậy nó có thể dẫn đến trực tiếp là gây tổn thương viêm cơ tim. Và câu hỏi đặt ra là trong viêm cơ tim thì khi nào mà chúng ta chỉ định ECMO bệnh nhân
thì nó có 3 tình huống mà chúng ta sẽ chỉ định ECMO cho nhân khi là bệnh nhân tình trạng sốc tim nặng. Ở trên thế giới thì có rất nhiều tác giả người ta đưa ra một cái chỉ số gọi là chỉ số thuốc liều thuốc vận mạch trợ tim để người ta quyết định là có chỉ định ECMO cho bệnh nhân hay không. Thông thường cái chỉ số này thì sẽ bao gồm cái liều tổng liều thuốc của adrenaline, noradrenaline, dobutamine, minirone, dopamine để người ta quyết định có dùng hay không. Và cái chỉ số này thì có một số tác giả người ta lấy là trên 40 microgram trên phút là mà bệnh nhân được sốc tim cần được hỗ trợ. Với liều trên liều này thì người ta sẽ chỉ định ECMO cho bệnh nhân viêm cơ tim. Tuy nhiên con số này thì nó cũng không phải cố định. Tùy cái tình hình ở các trung tâm ECMO người ta sẽ quyết định là khi nào có thể liều trên 40 cho đến 60 do cái hướng dẫn protocol của mỗi trung tâm chúng ta thể đưa ra. Một cái lý do thứ hai thì cũng có thể chỉ định ECMO cho các bệnh nhân viêm cơ tim, đó là bệnh nhân có ngừng tuần hoàn. Đặc thù của viêm cơ tim cấp là bệnh nhân có thể có tình trạng rối loạn nhịp đe dọa tính mạng và thêm ngừng tuần hoàn đột ngột. Và đấy là một cái chỉ định khi mà bệnh nhân ngừng tuần hoàn thì chúng ta cũng có bệnh nhân có chỉ định được hỗ trợ viêm ECMO, bởi vì viêm cơ tim là một bệnh có khả năng hồi phục cao. Do vậy mà thường tuần hoàn là do loạn nhịp, do vậy mà cái tiên lượng thiệt sống bệnh nhân cũng sẽ cao hơn so với nhóm bệnh nhân ngừng tuần hoàn và nguyên nhân khác. Một chỉ định nữa đó là các bệnh nhân viêm tuyến cấp có rối loạn nhịp đe dọa tính mạng, như là bệnh nhân có rung thất hoặc là bệnh nhân có nhịp nhanh thất mà không đáp ứng với bằng các thuốc, thì chúng bệnh nhân cũng có chỉ định để làm ECMO của bệnh nhân viêm cơ tim. Và một bệnh nhân viêm cơ tim mà có rối loạn nhịp thì đấy là một cái tình huống cũng rất là không phải lúc nào cũng dễ cho bác sĩ ở trên lâm sàng quyết định chỉ định ECMO. Nếu bệnh nhân có tình trạng rối loạn nhịp đe dọa tính mạng thì chúng ta chỉ định rồi. Nhưng có những bệnh nhân lúc đầu vào chỉ có ngoại thâm tu thất hoặc có rối loạn hoặc chưa phải với nhịp nhanh thất, nhưng đột ngột bệnh nhân có thể diễn biến nặng lên, bệnh nhân gắng sức hoặc đột ngột là lên cơn rung thất và ngừng tim, lúc đấy mà chúng ta có thể ECMO thì nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Do vậy mà tùy tình trạng bệnh nhân cụ thể mà bác sĩ cũng có thể quyết định là chúng ta nên làm sớm, làm can thiệp ngay hay là chúng ta có thể theo dõi tiếp, đặc biệt bệnh nhân mà có dạng nhịp đe dọa tính mạng. Các nghiên cứu về VIA ECMO ở bệnh nhân viêm cơ tim thì cho đến nay chưa có nghiên cứu nào là ngẫu nhiên đối chứng cả, đa phần là các nghiên cứu quan sát về số lượng bệnh nhân cũng không phải nhiều, có những nghiên cứu có 7 bệnh nhân, có những nghiên cứu được vài chục bệnh nhân. Tuy nhiên thì đều cho các nghiên cứu này cho thấy tỷ lệ cứu sống tương đối cao, từ đến 60 đến 70 đến 80% bệnh nhân được cứu sống ở các bệnh nhân viêm tuyến cấp mà có được hỗ trợ ECMO. Và cái thời gian hỗ trợ ECMO thông thường là từ khoảng 5 đến 10 ngày hỗ trợ ECMO. Đấy là một thời gian mà cơ tim có thể hồi phục và khi mà cơ tim hồi phục rồi thì bệnh nhân sẽ được giảm ca ECMO và ngừng ECMO và bệnh nhân được cứu sống. Thì tại khoa hồi sức tích cực Bạch Mai chúng tôi cũng tiến hành một nghiên cứu về kết quả hỗ trợ của viêm ECMO ở trong điều trị nhân viêm cơ tim cấp. Thì ở 54 bệnh nhân thì có đặc điểm có bệnh nhân thì có bảng điểm ABACI là 10, điểm SOFA là 7. Hầu hết các bệnh nhân thì có tình trạng lát tắt máu là rất là cao, 7,6 điểm. Các dấu cơ marker của tim tăng rất cao và cái chức năng có bóc của tim EF thì là thấp. Và đến 1/3 các bệnh nhân này là bệnh nhân có ngừng tuần hoàn. Và hầu hết các bệnh nhân đều trong tình trạng sốc nặng, với bệnh nhân được dùng các thuốc như là adrenaline, noradrenaline, dobutamine và chỉ số thuốc vận mạch chung có kết quả trung vị là 70. Và có đến hầu hết 44% bệnh nhân phải dùng từ 2 loại thuốc vận mạch trở lên, và 3 loại thuốc vận mạch trở lên thì là có 31,5%. Do vậy trong nghiên cứu chúng tôi đều hết các bệnh nhân đều được hỗ trợ trong tình trạng sốc tim nặng, được hỗ trợ các thuốc vận mạch liều cao. Và sau khi mà chúng tôi hỗ trợ ECMO thì là huyết áp trung bình bệnh nhân được tăng lên, và đồng thời mà chúng tôi sẽ giảm được hỗ trợ của chỉ số thuốc vận mạch xuống và duy trì huyết áp trung bình để tưới máu tạng. Và đồng thời thì sau khi hỗ trợ ECMO thì bắt đầu bệnh nhân có tình trạng là độ chênh huyết áp, như huyết áp tối đa chứ huyết áp tối thiểu là giảm xuống. Thì cái này là liên quan đến là cái
cơ chế của vi ECMO đó là làm giảm tiền cánh và tăng hậu cánh. Vì do là tăng hậu cánh thất trái, do vậy nó sẽ sau khi bệnh nhân đang trong tình trạng suy tim nặng mà được hỗ trợ ECMO, nó sẽ dẫn đến tình trạng là độ chênh huyết áp giảm xuống. Và sau đó thông từ vào đến ngày thứ 5 thì bắt đầu là các chỉ số về độ chênh huyết áp bắt đầu tăng dần lên, và đến thời điểm kết ECMO thì huyết áp duy trì được với cái liều thuốc vận mạch chuyển tim rất là thấp, và đồng thời độ chênh huyết áp tăng lên và bệnh nhân được kết ECMO. Và ngoài ra thì ở cái khí máu thì hầu hết bệnh nhân trong tình trạng sốc nặng nên bệnh nhân có tình trạng toan chuyển hóa. Sau khi được hỗ trợ ECMO thì cái tình trạng toan bắt đầu từ ngày thứ 2, tình trạng toan chuyển hóa cải thiện và đa phần bệnh nhân duy trì được cái pH bình thường và cho đến thời điểm kết ECMO. Tương tự lactate trong tình trạng sốc nặng rất là cao với trung vị là 7,55, nhưng sau hỗ trợ ECMO 24 giờ thì tình trạng lactate làm lại, thì thấy là đã giảm xuống rất là nhiều và duy trì ổn định và đến, cho đến lúc bệnh nhân kết ECMO. Và trong nghiên cứu của chúng tôi có 54 bệnh nhân và tỷ lệ cứu sống là 82%, nghĩa 10 bệnh nhân tử vong và 44 bệnh nhân được cứu sống. Thì chúng tôi cũng phân tích hồi quy đơn biến và đa biến để tìm thêm một số các nguyên nhân có thể là yếu tố tiên lượng cho bệnh nhân tiêm cơ tim mà được hỗ trợ ECMO không. Thì chúng tôi thấy rằng bằng điểm Apache, điểm SAPE và điểm SOFA trước ECMO, hoặc là bệnh nhân mà có tình trạng là tim là các rung thất, nhịp nhanh thất đến ngày thứ 5 mà vẫn còn, hoặc đến ngày ngừng ECMO mà vẫn còn, thì bệnh nhân có tiên lượng tử vong. Tương tự khi hồi quy đa biến, chúng tôi thấy bằng điểm SAPE là một thông số để tiên lượng bệnh nhân, tiên lượng khả năng cứu sống bệnh nhân. Còn trong tác động mạch phổi nguy kịch thì sao? Thì với các bệnh nhân mà tác động mạch phổi nguy kịch thì sẽ dẫn đến tình trạng ngoài suy hấp, có thể dẫn đến tình trạng suy tuần hoàn, có thể dẫn đến ngừng tim hoặc là suy tuần hoàn rất nặng. Do vậy những bệnh nhân này có thể bệnh nhân chưa kịp có chỉ định làm các biện pháp như là tiêu sợi huyết hoặc là lấy huyết khối động mạch phổi, thì những bệnh nhân này cũng có thể sẽ có chỉ định làm hỗ trợ vi ECMO. Thì năm 2021 thì có một cái tổng quan hệ thống và phân tích gộp ở các bệnh nhân được tác động mạch phổi cấp tính được hỗ trợ ECMO, thì có khoảng 1.200 bệnh nhân, trong đó có 353 bệnh nhân được hỗ trợ vi ECMO và 800 nhóm chứng là 809 bệnh nhân không được hỗ trợ vi ECMO. Tuy nhiên cái nhóm này là người ta thống kê các nghiên cứu có bệnh nhân có được hỗ trợ ECMO và không được hỗ trợ ECMO hay không, nó không phải là một cái nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng. Do vậy mà mức độ tiên lượng các bệnh nhân được hỗ trợ ECMO và không hỗ trợ ECMO thì nó không đồng nhất với nhau. Do vậy mà kết quả này sau khi mà thống kê ở 9 nghiên cứu thì cho thấy rằng các bệnh nhân vi ECMO hỗ trợ vi ECMO ở bệnh nhân tắc mạch phổi cấp và nhóm không tắc mạch phổi cấp thì không thể có sự khác biệt. Tuy nhiên kết quả này thì không nói lên được gì nhiều, bởi vì là cái nhóm không được hỗ trợ và nhóm được hỗ trợ thì hai nhóm bệnh nhân này không tương đồng với nhau. Và khi người ta phân tích dưới nhóm thì người ta thấy rằng là các bệnh nhân mà có được tắc mạch phổi cấp mà tình trạng sốc thì vi ECMO giúp cứu sống bệnh nhân nhiều hơn nhóm mà không được hỗ trợ ECMO. Cụ thể là cái C là 0,81. Tương tự cái nhóm bệnh nhân mà có ngừng tim, nếu bệnh nhân mà ngừng tim, các bệnh nhân ngừng tim thì mà được hỗ trợ ECMO thì khả năng sẽ cứu sống cao hơn có những bệnh nhân không được ngừng tim. Do vậy nếu bệnh nhân mà tắc động mạch phổi nguy kịch gây ngừng tim, nếu mà chúng ta can thiệp ECMO, sau đó chúng ta sẽ bắt cầu tiếp cho bệnh nhân làm tiêu sợi huyết hoặc lấy huyết khối thì khả năng cứu sống bệnh nhân sẽ cao hơn là chúng ta tiến hành cấp cứu tuần hoàn dùng thuốc mà chúng ta không can thiệp ECMO. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tuổi trên 60 làm yếu tố tiên lượng liên quan đến tử vong bệnh nhân. Bệnh nhân càng cao tuổi, càng trên 60 thì nguy cơ tử vong sẽ cao hơn. Tương tự nếu bệnh nhân nào tắc động mạch phổi nguy kịch mà có chỉ định để phẫu thuật lấy huyết khối thì nó sẽ giúp cứu sống bệnh nhân cao hơn. Cũng như là các bệnh nhân mà ngừng tuần hoàn ở bệnh nhân tắc động mạch nguy kịch thì sẽ có nguy cơ khả năng là tiên lượng xấu hơn ở nhóm không ngừng tuần hoàn.
Đây là kết quả một số nghiên cứu ECMO, vi ECMO trong tác động mạch phổi. Thì đa phần thì các tác giả thì thấy tỷ lệ cứu sống bệnh nhân nhóm này cũng tương đối cao, từ 59 đến 60, thậm chí có nghiên cứu 20 bệnh nhân đến 95% bệnh nhân được cứu sống. Và tương tự là tỷ lệ ra viện bệnh nhân cũng rất là cao, và số ngày bệnh nhân được hỗ trợ ECMO cũng dao động có thể 3 ngày, 5 ngày và dài nhất là 10 ngày. Đấy. Và như chúng ta biết là những bệnh nhân tác động mạch phổi kịch, nếu bệnh nhân được giải quyết nguyên nhân dùng tiêu diệt huyết là tái tiêu máu hoặc bệnh nhân yếu huyết gối thì khả năng bệnh nhân hồi phục là cao. Đây là cái sơ đồ để người ta hướng dẫn cho chúng ta là cái chỉ định ECMO trợ nhân tác động mạch phổi. Đầu tiên, nếu bệnh nhân được nghi ngờ tác động mạch phổi thì bệnh nhân có ngừng tim hay không? Nếu bệnh nhân mà ngừng tim thì lập tức chúng ta sẽ tiến hành cấp cứu một tuần hoàn và tiến hành ECMO trợ nhân, và sau đó chúng ta sẽ tiến hành để chúng ta làm tiếp các chẩn đoán và cũng như là điều trị cho bệnh nhân nếu có chỉ định. Còn nếu mà trường hợp mà bệnh nhân mà không dừng tuần hoàn thì chúng ta sẽ làm tiếp các chẩn đoán bệnh nhân, đi có thể chụp MSCT mạch vành đấy, để chúng mạch phổi để chúng ta tìm chẩn đoán cho bệnh nhân. Khi mà chúng ta chẩn đoán bệnh nhân rồi, bệnh chắc chắn được chẩn đoán tác động mạch phổi, chúng sẽ có biện pháp lựa chọn là dùng các biện pháp tưới máu như tiêu sợi huyết hoặc phẫu thuật. Còn nếu mà sau khi mà chúng ta can thiệp rồi mà bệnh nhân vẫn nặng lên, bệnh nhân vẫn tăng chuyển sốc nặng, thì lúc chúng ta cân nhắc được hỗ trợ ECMO tùy cái sau can thiệp đấy, bệnh nhân mức độ nặng bệnh nhân là gì, cần hỗ trợ là gì, thì chúng ta quyết định là chúng ta sẽ dùng kỹ thuật ECMO gì để hỗ trợ bệnh nhân. Nếu bệnh nhân vẫn tình trạng sốc nặng thì chúng ta sẽ dùng vi ECMO. Còn nếu trong hợp bệnh nhân mà tình trạng giảm oxy máu là vấn đề chính thì lúc chúng ta sẽ dùng vi ECMO. Đối với các bệnh nhân sốc tim nói chung thì các thầy thuốc cũng có thể sử dụng một bảng thang điểm, đặc điểm SHAPS score để tiên lượng bệnh nhân được cứu sống khi hỗ trợ vi ECMO ở bệnh nhân sốc tim. Các thang điểm này thì gồm rất nhiều thông số, nó dựa vào các tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh nhân là gì, như viêm cơ tim là được 3 điểm, hoặc là bệnh nhân bệnh lý tim bẩm sinh là trừ 3 điểm. Tuổi cũng là yếu tố tiên lượng, cân nặng bệnh nhân, tình trạng suy tạng cấp của bệnh nhân trước ECMO là như thế nào. Nhưng càng suy đa tạng thì khả năng cứu sống càng thấp, hoặc bệnh nhân có suy thận mạng hay không, thời gian thở máy trước ECMO là bao nhiêu, áp lực đỉnh là bao nhiêu, bệnh nhân ngừng tim trước ECMO hay không, huyết áp và bicarbonát của bệnh nhân trước ECMO là bao nhiêu, và sau đó chúng ta tính tổng điểm. Và nếu mà trong hợp mà bệnh nhân mà SHAPS score mà dưới 10 điểm thì nguy cơ bệnh nhân tử vong cao, khả năng cứu sống được khoảng 18%. Nếu mà điểm SHAPS score mà trên 5 thì khả năng cứu sống là 75%, từ 1 đến 5 là 58%, từ 4 đến 0 là 42%. Do vậy mà khi có bệnh nhân sốc tim mà chỉ định ECMO thì chúng ta cũng có thể dùng một điểm SHAPS score để chúng ta tiên lượng bệnh nhân. Còn nhóm bệnh nhân mà nhiều cơ tim cấp có biến chứng sốc tim thì chúng ta thể dùng bằng điểm INCREASE để chúng ta chỉ định quyết định chỉ định ECMO cho bệnh nhân, xem tiên lượng bệnh nhân như nào. Bây giờ tôi muốn trao đổi với các quý vị đồng nghiệp một chút. Khi mà chúng ta triển khai VA ECMO ngoại vi cho bệnh nhân qua đường tĩnh mạch đùi thì nó sẽ có hiện tượng là cái hỗ trợ của dòng ECMO sẽ ngược với cái dòng máu từ tim ra. Do vậy sẽ có sự tranh chấp của giữa quả tim và dòng hỗ trợ ECMO. Và thông thường dùng vùng máu trộn, nó sẽ vùng giữa cái động mạch thân cánh thay đầu bên phải và cái ở đoạn cung mạch chủ. Tùy thuộc vào cái chức năng tim mà cái vùng máu trộn này nó sẽ dịch sang bên trái hoặc là dịch sang bên phải. Nhưng bệnh nhân đang chức năng tim mà rất là kém thì cái dòng ECMO này nó sẽ gần về phía tim hơn, mà ngược lại nếu chức năng tim tốt thì cái dùng máu trộn này nó sẽ đi ra xa phía động mạch chủ. Do vậy mà khi mà chúng ta hỗ trợ vi ECMO bệnh nhân thì chúng ta cần phải theo dõi cái tình trạng tranh chấp tăng hậu cánh thất trái của kỹ thuật vi ECMO, bởi vì có những bệnh nhân mà tình trạng suy tim nặng có thể dẫn đến hiện tượng tăng cánh thất trái, giãn thất trái, hoặc là khi mà bệnh nhân chức năng tim tốt hơn rồi mà cái phổi lại rất là tồi. Do vậy mà lúc ấy cái máu
máu đi lên cái động mạch thân cánh tay đầu bên phải, nó sẽ và động mạch vành, nó sẽ nhận máu là của máu nghèo oxy từ phổi ra. Do vậy bệnh nhân sẽ có tình trạng là có hiện tượng là hội chứng vòng tuần hoàn kép hoặc là hội chứng harlequin. Do vậy chúng ta cần phải theo dõi những các bệnh nhân các biến chứng này của vi ECMO để chúng ta xử trí kịp thời. Chính vì vậy mà khi mà theo dõi các bệnh nhân vi ECMO, chúng ta cần phải theo dõi SpO2 ở tay phải hoặc là khí máu ở tay phải để đánh giá bệnh nhân cho chính xác. Bởi vì là cái dòng hỗ trợ vi ECMO ngoại vi tĩnh mạch đùi, động mạch đùi, dòng trả máu của ECMO là ngược với dòng tim ra. Do vậy mà chúng ta thể thấy là khi mà bệnh nhân được hỗ trợ ECMO càng cao, khi bệnh nhân được hỗ trợ ECMO thì là cái thể tích thất trái tăng lên, cái áp lực động mạch chủ tăng lên, áp lực của nhĩ trái tăng lên, áp lực của nhĩ phải giảm xuống, bởi do ECMO là VA ngoại vi là gì? Làm giảm tiềm cánh và là tăng hậu cánh. Và hỗ trợ của dòng ECMO càng cao thì là cái áp lực của thất trái càng lớn. Ví dụ chúng ta để nhìn thấy là từ không hỗ trợ, nếu hỗ trợ 1 lít, 2 lít, 3 lít, 4 lít, 4,75 lít, càng hỗ trợ cao thì thể tích thất trái càng tăng lên. Và khi trong trường hợp mà các bệnh nhân mà có tình trạng là có tăng cánh thất trái thì lúc đó chúng ta sẽ tùy tình trạng lâm sàng của bệnh nhân, chúng ta sẽ có biện pháp giảm cánh thất trái từ những biện pháp đơn giản như là dùng thuốc, như là thuốc trợ tim hay thuốc giãn mạch, hay là chúng ta dùng các biện pháp hỗ trợ tuần hoàn cơ học khác như là bơm máu mạch chủ, hoặc chúng ta làm thông là dùng bóng để làm thông nhĩ mạch tiền nhĩ, hoặc là chúng ta làm các biện pháp qua da để chúng ta làm giảm cánh thất trái. Thì đây là một số các biện pháp giảm cánh thất trái, dùng thuốc giãn mạch, trợ tim, hoặc là chúng ta giảm dòng hỗ trợ ECMO đi, hoặc chúng ta là giảm tiềm cánh, chúng ta bớt dịch vào, và dùng các biện pháp lọc máu, dùng lợi tiểu để chúng ta là để làm giảm cánh thất trái. Tuy nhiên các biện pháp không xâm lấn thì bao giờ hiệu quả cũng thấp hơn là biện pháp mà chúng ta xâm lấn. Còn một vấn đề đáng cần chú ý nữa khi mà chúng ta chạy vi ECMO ngoại vi tĩnh mạch đùi, động mạch đùi cho bệnh nhân, bởi vì khi chúng ta đặt một cái ống thông có kích thước lớn vào động mạch đùi để tiến hành ECMO thì vô tình chúng ta sẽ làm cho cái dòng máu để nuôi cái chi dưới ở bên đặt ống thông giảm xuống. Do vậy những bệnh nhân này nó sẽ có nguy cơ là giảm tưới máu ở chi bên đặt canulin động mạch của ECMO. Do vậy thì người ta sẽ đặt một cái đường tái tưới máu cho cái chi dưới như tôi nhìn thấy trên hình, nghĩa là người ta sẽ đặt một cái catheter tường từ 5F đến 7F kết nối với cái đường trả máu về của canulin ECMO. Sau đó chúng sẽ kết nối với một cái động mạch ở phía dưới vị trí chúng ta đặt canulin ECMO, và chúng ta sẽ có dòng máu dầu oxy để đi nuôi cái chi dưới này. Tuy nhiên không phải lúc nào có như trên tuy nhiên không phải lúc bệnh nhân nào đặt VA ECMO ngoại vi tĩnh mạch động mạch đùi cũng có thể gây ra thiếu máu chi dưới. Có những nghiên cứu người ta có những bài báo về mặt lý thuyết, người ta khuyến cáo là chúng ta hoàn toàn để theo dõi bệnh nhân bằng lâm sàng cũng như bằng các biện pháp không xâm lấn như theo dõi oxymo để ta quyết định là khi nào người ta sẽ đặt đặt đường nuôi. Thì có một số các nguyên nhân có thể là cái nguy cơ của thiếu máu chi dưới, đó là các bệnh nhân được đặt canulin lớn, bệnh nhân là nữ giới, các bệnh nhân mà có các bệnh lý về huyết khối, thì đấy là những bệnh nhân hoặc là huyết động không ổn định, dùng thuốc vận mạch liều cao dẫn co mạch, thì đấy là những bệnh nhân mà sẽ có nguy cơ là thiếu máu chi dưới. Kết luận, vi ECMO là có chỉ định ở các bệnh nhân sốc tim, viêm cơ tim là nguyên nhân hay gặp ở người trẻ và có khả năng cứu sống cao. Còn nhồi máu cơ tim thì tỷ lệ tử vong còn cao, đặc biệt các bệnh nhân mà tuổi cao không được can thiệp tạo tí máu và nó liên quan đến cái nhồi máu cơ tim ở vị trí nào. Và hiện tại chúng ta trên thế giới chúng ta đang làm cái nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng để xem là cái tiên lượng của các bệnh nhân được nhồi máu cơ tim cấp được hỗ trợ vi ECMO so với nhóm không được hỗ trợ sẽ là như thế nào. Còn nhóm tác động mạch phổi nguy kịch thì cái tỷ lệ cứu sống cũng là cao, là một làm biện pháp cứu nguy khi bệnh nhân ngừng tuần hoàn để
thì chúng ta sẽ được bệnh nhân được hỗ trợ EV ECMO để chúng ta tiến hành giải quyết nguyên nhân tái tiêu máu bệnh nhân, hoặc là khi bệnh nhân đã được tái tiêu máu rồi mà vẫn có tình trạng sốc tim hoặc là giảm oxy máu nặng nề thì bệnh nhân cũng sẽ được hỗ trợ ECMO. Và lưu ý khi mà bệnh nhân được hỗ trợ ECMO ngoại vi tĩnh mạch đùi và động mạch đùi thì bệnh nhân sẽ có hiện tượng là tăng cánh thất trái và các tình trạng là tái tiêu máu chi dưới có thể xảy ra, và hai cái biến chứng này thì đều là nguy hiểm cho bệnh nhân. Vậy chúng ta cần theo dõi sát trên lâm sàng để chúng ta quyết định các biện pháp để can thiệp. Bài trao đổi của tôi đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các quý vị đồng nghiệp.